đây thập giá ta đang mang trên vai. Nó chỉ là một khúc gỗ, nhưng đó là những gì cha ta chọn cho ta. Còn thập giá con đang vác chính là những gì con gặp trong đời sống hàng ngày của con. Tất cả đều do Chúa Cha đã lựa chọn cho con. Hãy đón nhận thập giá trên tay Chúa Cha gửi đến. Con yêu dấu. Con hãy đón nhận và làm với tất cả tâm hồn mình. Ta không bao giờ để thập giá con mang nặng hơn sức chịu đựng của con, dù chỉ thêm một trọng lượng nhỏ. Yêu thương con, cha lắng quên thân mình. Cha hy sinh nhưng khép môi.